Đội trưởng Tưởng gửi thư tới. Hơn nữa lá thư này nói đội trưởng Tưởng đã tới Bắc Bình, sức khỏe cũng đã có chuyển biến. Tốt quá rồi. Đã hơn một tháng rồi, cuối cùng chúng ta cũng liên hệ được với đội ngũ khác. Phải đấy. Ngoài ra còn có một chuyện, anh nói đi. Mã Bang Đức được phong làm thiếu tướng là bởi vì ông ta đã giúp Trương Học Lương tìm được một vài kho vũ khí. Kho vũ khí? Phải. Vậy mục đích Mã Bang Đức mở đại hội anh hùng này không chỉ là để liên minh thôi. Có số kho vũ khí này làm vốn, chắc là ông ta định trực tiếp lôi kéo các đội ngũ vào đại đoàn Hắc Hổ. Thống nhất à? Đội trưởng, đội trưởng, không xong rồi. Có chuyện gì? Lính canh tới báo tin một tớp người Nhật đã tới đồn trú cách đây 6 dặm. Bọn họ còn cho phái một tiểu đội trà trộn vào các thôn. Khoảng bao nhiêu người? 10 người. Lập tức báo cáo quân đệ, cảnh giới toàn diện. Dạ. Các anh em đi phát thiệp anh hùng, đã về báo tin chưa? Đại đoàn trưởng, tình hình là như vậy. Ngoài đội ngũ của Tưởng Thiên Sinh vẫn chưa liên hệ được, các đội ngũ khác đều đã trả lời, đều tỏ ý tham gia. Kể ra cũng kỳ lạ thiệt. Ngay đến đội trưởng Lý của đại đội Sơn Lâm trước nay vẫn luôn bất hòa với chúng ta cũng tỏ ý tham gia. Nguồn tin của bọn họ cũng quá nhanh. Nguồn tin à? Đại đoàn trưởng, là tin gì? Thiếu soái giao cho tôi lực lượng kháng Nhật của cả khu Nhiệt Hà. Trên thực tế cũng đã âm thầm giao cả kho vũ khí cho tôi. Người Nhật phong tỏa ngày một nghiêm ngặt, tình hình kháng chiến cũng ngày một khó hơn. Giờ đột nhiên lại xuất hiện một kho vũ khí lớn như vậy, đội ngũ nào mà không muốn được chia một phần chứ? Báo cáo. Đại đoàn trưởng vừa nhận được điện báo cầu cứu. Có biết đội ngũ nào không? Là đội ngũ của Tưởng Thiên Sinh. Tưởng Thiên Sinh bị bệnh nặng, đã rời khỏi đội du kích. Đội trưởng hiện giờ Dương Kim Tồn cùng 15 thành viên trong đội đang bị người Nhật bao vây. Đại đoàn trưởng, đại ca của tôi Tôn Bắc Sơn cũng đang ở trong đội ngũ. Có biết bọn Nhật có bao nhiêu tên không? Không rõ nữa, nhưng mà ít nhất cũng phải một trung đội. Đại đoàn trưởng, tôi xin phép được đi chi viện cho họ. Trương Lạc Đông, tên tiểu tử nhà cậu là quý gì chứ? Cậu đang định dùng tính mạng của huynh đệ chúng ta đi đổi mạng huynh đệ của cậu à? Đoàn Ngọc Khuê, tôi nói cho anh biết, không phải vì đại ca Tôn Bắc Sơn của tôi mới đi cứu họ. Anh có biết thế nào là kháng liên không? Nếu anh không hiểu thì để tôi nói cho anh biết. Kháng liên tức là các anh em cùng nhau kháng Nhật, phải cùng nhau hợp tác. Bây giờ bọn họ gặp nạn, anh có thể thấy chết mà không cứu à? Trương Lạc Đông, anh đừng ở đó mà ra vẻ. Tôi vẫn luôn nghi ngờ anh chính là gián điệp. Được rồi, các cậu lui xuống đi. Đại đoàn trưởng, lui xuống. Rõ. Nhất định phải cứu à? Phải. Được. Người và vũ khí tôi đều có thể cho cậu mượn, nhưng cậu phải đồng ý với tôi hai điều kiện. Mã mổ tôi rất trọng nhân tài. Dương Kim Tồn và đại ca của cậu, tôi đều có thể hy vọng họ gia nhập liên minh kháng Nhật, thậm chí là trực tiếp gia nhập đại đoàn Hắc Hổ. Vậy nên cậu phải nghĩ cách để bọn họ tới tham gia đại hội anh hùng kháng Nhật cùng tôi. Điều này cậu có làm được không? Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Chỉ thuyết phục thôi là chưa đủ. Cậu còn phải nghĩ cách để bọn họ chắc chắn sẽ gia nhập. Ví dụ như mời họ tới để uống rượu mừng. Rượu mừng, đây chính là điều kiện thứ hai của tôi. Trước khi đại hội anh hùng kháng Nhật diễn ra, cậu phải bái đường thành thân cùng với Hồng Liên. Đại đoàn trưởng, đi. Tôi hỏi cậu lần cuối, Tôn Bắc Sơn đang ở đâu? Xuống dưới mà hỏi tổ tông của mày. Đại ca, cậu nhớ lấy, bất luận cậu đi tới đâu, chúng ta mãi là huynh đệ.
Trương Lạc Đông, có phải anh muốn chết không? Muốn chết thì giờ tôi sẽ nổ súng lấy mạng của anh ngay. Một trung đội của người Nhật có bao nhiêu người? Anh muốn đi nợ mạng à? Huống hồ vết thương trên người của anh vẫn chưa khỏi. Tôi nhất định phải đi. Nhất định. Đó là đại ca tôi. Tôi nhất định phải cứu anh ấy. Tôi đã đồng ý với đại đoàn trưởng. Chỉ cần tôi có thể sống sót trở về, tôi sẽ lấy cô. Mạng cũng không còn thì ai cần lấy anh chứ? Muốn chết thì chúng ta cùng chết. Đội trưởng, chúng ta hết đạn rồi. Phải làm sao đây? Sao anh Đông lại tới? Đông tử. Anh, tiểu tử thối, sao cậu lại tới? Đông tử nhớ anh, nên tới thăm anh thôi. Nếu như em tới sớm hơn một chút, có lẽ... Được rồi, chuyện này không thể trách cậu. Đông tử, đội ngũ của cậu ở đâu thế? Kể từ sau khi chúng ta xa nhau, em đã tới núi H1, tình cờ gia nhập đại đoàn H Hổ, trở thành tiên phong của họ. À phải đại ca, em đã giết chết Nakajima, báo thù cho Tam Kiều. Làm rất tốt. Em sắp thành thân rồi. Thành thân à? Cô gái tới chung với em tên là Mã Hồng Liên, đối xử với em rất tốt, cũng từng cứu mạng em. Cô ấy cũng là cô gái đầu tiên dám hy sinh tính mạng để cứu em. Tốt lắm. Chỉ cần cậu có thể